Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đang triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống tra cứu dữ liệu các tuyến đường du lịch bằng mã QR nhằm góp phần xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Bước đầu, mô hình này đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đến nay đã có 30 tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà được gắn các bản mã QR bên dưới bảng tên đường. Các mã QR này được tích hợp từ cơ sở dữ liệu về tên đường, tiểu sử của các danh nhân văn hóa mà đường mang tên, được trích xuất từ nguồn dữ liệu của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng về đặt tên đường trên địa bàn, đảm bảo thông tin chính xác. Người dân và du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã sẽ được chỉ dẫn đến đường link để truy cập thông tin về tên đường. Mình thấy cái việc lắp mã QR code ở các tên đường ở Đà Nẵng là thực sự rất là hữu ích đối với khách du lịch. Cái việc mỗi lần đến đây thì mình cứ check mã QR là mình sẽ biết được cái thông tin lịch sử của cái tên đường. Theo Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, bước đầu có 111 trụ gắn bảng tên đường trên 30 tuyến đường trọng điểm về dịch vụ du lịch trên địa bàn được thí điểm lắp đặt mã QR để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của du khách cũng như người dân thành phố, thông qua đó tạo thêm điểm nhấn du lịch. Kết luận số 89 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng quận Sơn Trà trở thành một quận về trung tâm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Thì cái việc mà làm cái giới thiệu cái biển tên đường gắn mã QR code nó đem lại cái hiệu quả rất thiết thực, nâng tầm du lịch phù hợp với cái việc sử dụng công nghệ thông tin của thành phố, góp phần xây dựng thành phố thông minh. Việc triển khai đề án giới thiệu thông tin về tên đường qua mã QR code trên địa bàn quận Sơn Trà được xem là cách làm hay nhằm tạo thêm điểm nhấn du lịch phù hợp trong xu hướng sử dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng mở để quảng bá du lịch. Sau giai đoạn thí điểm, dự kiến trong năm 2022, quận Sơn Trà sẽ nhân rộng việc lắp đặt các tấm mã QR trên các tuyến đường và bổ sung thêm nội dung thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Anh, cũng như tích hợp thêm các dữ liệu về cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch liên quan trên tuyến đường nhằm tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tham khảo các thông tin hữu ích khi trải nghiệm du lịch tại địa phương.